Bữa hôm nay mình đi coi một căn nhà mà đang rao bán 250 ngàn nha các bạn. Căn nhà này 4 phòng ngủ và diện tích là 2.001 square feet. Thì hiện tại ở Garland á, đi tìm nhà rất là khó, nhà bây giờ không có còn nhiều nữa. Thì nhớ căn mở tầm giá là dưới khoảng 250 ngàn trở xuống á, không có còn nhiều, chỉ một hai căn nè. Còn những căn khác là những cái khu vực mà cũng ra lên nhưng mà nó không phải là khu vực người ta muốn định cư sinh sống. Thì khu vực mình đang đi tìm ở chỗ này á, là khu vực ở zip code 75044. 75044 là cái zip code mà mình gọi là dường như là gần tốt nhất ở chỗ ra lên á. Thì xung quanh nó 75044, nó có 75040, 75042. Thì nó rất là tiện đi lại ở chỗ này. Còn ở khu vực ra lên là 75043 thì nó hơi xa. Do đó là cái chỗ mà mình, cái nhà mình đang đi coi á, là cái chỗ này, cái khu vực nhà cũng không có mới, nhưng mà cũ, cũng khá cũ nhưng mà người ta ở lâu đời rồi. Do đó cái giá nhà nó cũng còn cao. Rất là ít nhà mà ở giá này. Thì bữa nay mình sẽ đi nhờ người agent mình dẫn mình đi coi nha. Thì quá trình mình đi coi nhà, mình sẽ xem xét là cái nhà như thế nào và sẵn luôn mình kiểm tra có bị hư hay hại chỗ nào hay không, để mình về mình tính toán lại là căn nhà là mình có mua hay không. Thì mình đang xem xét là có thể mua căn nhà này, sẽ coi như thế nào nha. Oh, a lot. Yes. This one is a good. This one is a good one too. Okay. How are you, anh Hưng? Good. All right. Chào bác. Đây là căn. Đây là căn. Nhà này cũng ok, good shape. Đấy. Dạ. Dạ, cũng được khách khe. Nhà này hơi. Dạ, em thấy hình nó, hình thấy khe, nó có thêm cái này nè. Nhìn thấy có này, cái chào thóp là cũ rồi ta. Ờ. Thóp này là cũ. Này là cũ sơn. Này không sơn được đâu. Không có cái loại này, em nói chỗ cũ sơn. Cái này mình thay lại cái granite. Đúng không? Nó thay đi vô, nó bút rồi. Cái này nó chung là cái gì cũng bút rồi. Dạ. Chỉ có bớt gì nữa. Dạ. Cái này đèn á. Đây là một phòng khách. Ừ. Phòng khách ở đây. Căn này mới đăng bữa hôm qua luôn á. Mới đăng qua. Yes. Bây giờ mình sẽ đi. Cái đây là phòng khách ha. Để anh coi từ từ. Mình cứ coi đi, chúng ta đảo ấy. Này là gỗ. Nhà này giống như cái kiểu mà năm 80-90. Ừ, cái nhà này năm 73. Không, nhìn thấy cái kiểu hơi cổ. Bây giờ bếp. Đi ra bếp ra đây. Nếu mình sửa anh bung này ra luôn á. Có là fan của màu xanh cho. Ừ. Cái này patio đằng đó kìa. Ừ. Chỗ này là chỗ giặt đồ. Mẹ không thích mấy cái nhà khách gì. Ừ. Chỗ này giặt đồ, còn chỗ này gara gì nè. Gara. Thấy trong hình nó để cái window unit ở trên cái gara. Đây nè. Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Vậy nó để cái phòng kia chứ không phải phòng gara. Nó có cái carport nữa. Dạ. Nhà này làm năm 73. Được cái carport. Căn này để là 4 phòng cho thuê là ngon lắm. Em tưởng em nhìn cái window dưới này em tưởng là converted cái garage. Dạ đúng rồi. Em tưởng là converted cái này á thành cái phòng ngủ của garage. Tại tưởng tượng ở trong cái hình này không ra. Ok, so đóng xuống nha, đưa trong qua đi. Thử xuống ra đây. Dạ dạ, đóng ra lại.
Dạ ok. Mà không tặng nó có đưa đứa xếp hàng nó cho con. Nhà này quê đúng luôn. Khu này vậy đó. Ừ, đúng rồi. Mỹ là nó cao tới đầu luôn đấy. Rồi mình cái này là gì đây? Ồ, phòng để đồ. Phòng tắm này mới này, nhìn trong hình nó mới này. Ai để chụp hình nhá, nó chụp hình cái đó trong là mới. Ừ. Cái này thì thay mới gần đây thôi. Mà cái này loại bình rẻ tiền, cái loại plastic. À. Phòng 2, phòng 3, phòng 4. Nhà này cấu trúc hơi weird. Một phòng ở đây. Máy nóng nóng ngon này. Cũng lớn, cũng mới nè. Dream cũng ngon ha. Ừ, máy lạnh bên này... cái nhà này hai cái đó là quá cũng mắc tiền. Phòng đây. Đây là phòng. Phòng nhỏ nhỏ. Cái loại dream này cũng ướt nè. Loại này như mới nè, còn như mới nè. Cái này gas. Nhà này sẽ gas. Ok. Làm ăn à? Đóng ở trên. Đây là phòng nhỏ nữa. Phòng này làm guest room, chơi làm, không làm phòng ngủ, làm phòng ngồi chơi. Đúng rồi, phòng đọc sách thôi. Ừ, đúng rồi, phòng đọc sách giống như phòng thư viện vậy đó. Không có làm phòng ngủ. Giờ phòng master đi coi. Đây là phòng master. Cái tường thì ok, không thấy cái gì, không có bị phải. Nhà này da toilet này original. Ok, 1, 2, 3, 4. Nó để 2000 mốt square feet rồi á. Dạ. Nhà này đi tùm lum hết trơn à. Bây giờ mình sẽ, nếu mà open idea được cái là gửi cái phòng này. Hai phòng, hai living room. À, hai living room. Làm formal dining ở trên đây luôn. Em ra coi cái ở ngoài coi nó bị crack bị gì không. Tường này thấy cũng còn good. Yeah, pattern à, một pattern. Cái này phải sơn lại. Được chỗ ngồi chơi ở đây. Được cái patio. Yeah, ok. Để làm trước coi. Cái trước với lại gặp bên kia. Chỗ này để cái đó là cho nó một cái cặp gì đó. À, chỗ này nè. Quay chỗ này luôn nè. Quay chỗ này là cracking nè. Oh. Nhưng mà tại thời gian thì phải chịu thôi. Dạ. Yeah. Rào không sao ha. Not a problem. Chỗ này tường cao hơn nè. Cái này bằng gỗ. Ok, chắc vậy là cái idea cái idea của mình có khác. Có thể buông qua hết. Buông rồi. Open từ đó ra đây luôn. Đó là nếu mình trip á. Còn nếu mình cho thuê thì nó khác. Hello. Hay gì. Con đứng đó chơi đi ba. Đi vòng vòng. Để em con vòng đi chút xíu anh hơn. Ừ.
Này nè, tháo gớt đời chỗ này ra gì rồi. Ồ, AC bự dữ. AC train nó gớt. Đó là bự nè. Chắc 5 tons. Bự này chắc 5 tons. Đây có cây cổ thụ. Phía bên đây nhìn cũng... Yeah. Nó ăn vô bên dưới hả? Đây là ngay cái... À. Từ Chủ Nhật là anh phải đi nhà thờ mới vô hả? À, mà sáng đi nhà thờ rồi. Nhà thờ anh đi nhà thờ đây hả? À, nhà thờ bên gần nhà. Gần nhà. Nhà thờ Mỹ. Lâu lâu đi mới đi nhà thờ này. À. Kẹt lắm. Ok. Đậu được mấy chiếc đây? Đậu vừa đậu trong vừa đậu ngoài luôn. Mới đậu em tưởng nó khênh vệt, cái đó mới ra 4 phòng. Nhưng mà không phải. Nhà là 4 phòng sẵn à? Dạ. Yeah. Tại nó 2001 square feet. Bức tường nó nhìn hơi quê, nó hơi nghiêng nghiêng. Được cái carport. Nhà này cho thuê là hết ý rồi. Touch up chút xíu à. Ồ, bây giờ hot lắm, cho mướn bây giờ hot. 7-5-0-4-4. 7 không có nhà cho mướn, nhà nó cho dành nhau. Nhà giá cao, cho mướn giá cao. Với lại nhà giờ ta mua ta ở không có. Giờ canh ta mua ở nè. Căn này mua ở là được. Nhiều người họ, họ không có khả năng họ mua đâu. Tại giờ nhà cao á. Dạ cao quá. Thấp hơn nó năm... Nó còn cao nữa, nó còn lên nữa. Thấp hơn năm 2007. Năm 2007 đã cao rồi. 2007 tới mười mấy năm trước à, lúc đó à? Lúc đó là thấp của trong vòng mấy năm đó. Bữa nay là cao hơn, thấp hơn. Hồi xưa làm tà họ cũng mua được nhà, bây giờ sao mua đúng nhà rồi. Bây giờ nhà 300-400 là người ta ớn rồi, bây giờ 300-400 là thường. Hồi xưa năm đó là nhà này có trăm mấy à. Ừ. Là đi làm mua được, bây giờ mua khó mua. À, họ chưa mướn. Do đó tỷ lệ thuê nhà vẫn còn khoảng 40% thuê nhà ở mình đây. Ờ, mới nhà thuê nhà rồi xuống. Bây giờ mua nhà cứ mình có tiền mua mình cho người ta mướn. Cho nó không đợi crash một lần nữa rồi mua rẻ. Không crash rồi. Crash? Không crash rồi, không crash. Lần này nó khác lần kia đúng không? Lần kia do vay dạng dưới cái chuẩn của nó đó. Do đó nó bị bubble. Yeah, bubble. Nó bị bubble. Còn bây giờ là người ta về đông quá. Bây giờ là cái... Hán sườn nhiều quá. Giờ người ta đổ dồn về Texas. Thế bây giờ là tăng lương người ta mà không có đủ nhân viên thấy không? Giờ tưởng người không ra. Giờ lương cao tưởng người không ra. Mà bây giờ Tesla nó cũng dọn về Austin thì khi mà nó về Austin thì mấy cái công ty mà supply cho nó cũng phải về khu vực gần đây. Ở Dallas hay Texas. Để Austin là thị trường nóng nhất của Texas hiện tại. Bây giờ nóng lắm. Bây giờ Austin là khỏi nói rồi. Yeah. Austin là Tesla nó có corporation nó dọn về. Còn Dallas, phố của mình là number 7. Number 7 hot. Nóng vậy đủ rồi, nóng quá và con chạy. Dạ. Yeah. Cháy đít. Nhưng bây giờ anh có cái trend, anh có bán được những căn ở xa, chẳng hạn căn mới không? Xa thành phố mà những thành phố khác. Anh Proxburg. Nhưng mà bây giờ mới giờ nó không có bán cho mình invest. Mấy nhà đâu invest nổi. Cũng đâu có lời đâu như đó. 3-400 vô. 3-400, thí dụ nó có tăng người cái tiền mà bán lại nó cũng đâu có lời như đâu. À, không phải invest có nghĩa là cho mướn, không cho luôn, không cho mướn, cho người ở thôi. Cho ở thôi cho tới khi nào mà nó khu đó nó bán hết rồi á, bắt đầu nó mình mới cho mướn được. Ồ, khó. Còn mua nó chỉ cho cái người mà ở thôi. Thì thường mấy người mà mua tới chừng nó xong, hoàn thành xong là nhà tăng khoảng 100,000 trở lên. À thì đó vô trăm là mà nó cái tủ của city đó. Nó cấp giấy phép cho xây ít lắm, không có nhiều. Dạ. Yeah. À, như hồi xưa thì mày anh muốn xây sao anh xây bao nhiêu xây, bây giờ không có, nó cho cái số lượng đó thôi. Ngay là số lượng ở thành phố nó trong năm đó là bằng đó thôi, 100 căn là xây 100 căn thôi. Chứ không phải là xây tua lua, anh muốn anh có tiền là anh xây đâu nó. Bây giờ đất cũng hiếm nữa. Đất thì lúc nào cũng có, anh chơi lúc nào cũng có, nhưng mà có cái nó không có cho. Không có cho phép hả? À? Nó không có cấp permit cho mình. Để mà nó control cái số lượng người, với chẳng hạn như bây giờ. Mà bây giờ nếu mà nhà nhiều quá mà người không có.
giá nhà sụp, giá nhà sụp bị ảnh hưởng đúng không? Giá nhà sụp xuống, apartment cũng tiêu luôn, mấy apartment tiêu luôn, tại vì người không có, không muốn được. Thì bây giờ người nhiều hơn là nhà cho mướn, thấy không? Đó. Gia lên của mình 75044, 75042 nhà cũ nhưng mà cũng không còn inventory gì hết. À, nó xây một thằng builder nó thì xây một tháng nó xây như là nó xây 6 căn. Ok, anh muốn anh mua cái gì? Anh không trả giá được cái gì trên trời. Ok, anh đứng xếp hàng. Biết có 6 tới căn. Nó tới lại là tới mình ấy, waiting list rồi bắt đầu nó cho mình xây. Chỉ có 6 căn. Cái cơ của đó đó. Cơ của đó. 6 căn sao ấy được. Hồi xưa là ok, anh bán cái đó tôi anh phải bớt 10 ngàn hay 20 ngàn xong. Anh phải sửa này, nó luôn trong bên đây no, ok, anh mua thôi. Giống như là mua hàng để trong Walmart cái số bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Gia Lên mình giờ đâu có còn chỗ nào đâu, đâu còn chỗ nào nhà mới xây đâu. Yeah. Nó có còn khu 75040 thì còn một số căn nhưng mà căn bự dạng 500 trở lên không ạ? Yeah, nhà lớn tiền. Mà đâu? Nhà này cũng khó mua nè, nhà này đề bảng bao nhiêu? 200 mấy? 250. Yeah. So với lại square feet thì cái này là 118 đô là cũng rẻ hơn cái nhớ căn kia. Tiền sẽ tiền một square foot được chứ không được. Chứ condo mà bán cái đó là chính là bao nhiêu tiền cho biết. Cái condo hả? Nếu mà tính ra thì 100 mấy, 3 mấy à, cũng thật ra cũng không có không 3 mấy đồng. Dạ. Yeah. Tại cái đó là 900 mấy square feet. Thực ra cái căn đó bây giờ anh tìm cái căn mà ở hai lầu không có. Những cái condo với là apartment mà xung quanh bây giờ tìm không ra. Cái condo cho mướn không có lời. Thì tiền HOA. Tại HOA nó cao quá. HOA của nó là nhà này nó không có anh hoài trả gì trên á, thấy không? Đúng rồi. Không có gì trả gì hết á, xong bắt đầu cắt cỏ nó tự nó cắt thôi. Ừ. Đó, rồi ba cái sửa là vặn, mình không có sửa, mình chỉ sửa cái chính thôi. Dạ. Yeah. Với lại mình invest trong mấy cái căn single thì giá tăng mau hơn là căn condo. Mặc dù condo đó nếu mà mình chịu sửa mình có thể bán nhiều hơn chút xíu, hơi khó bán nhưng mà thật ra cũng khó lắm. Cái căn đó nó có lầu dưới lầu trên chứ không phải như những cái căn khác anh coi ở Richland nè, ở chỗ Walnut nè. Rồi. Ồ, nó bèo lắm, khu đó bèo lắm, khu đó thì nó tệ lắm. Để em coi qua phía bên hông anh. Ừ, đúng không? Tại khu đó bây giờ nó không có những cái nhà mà hai lầu như cái nhà mà em mới bán. À, nhà ở cái khu đó thì đã được. Khi đi xem nhà mình sẽ xem xung quanh coi có bể không nha các bạn, có foundation problem hay không nha. Bây giờ nhà bây giờ không còn nữa, dưới đó không còn lựa chọn gì nữa. Căn này thì hư phải chịu thôi, nó hư nhỏ là phải bắt buộc thôi chứ không có bắt buộc phải chịu thôi chứ không có vấn đề gì. Được cái square footage với lại cái bể này, cái zip code ở đây. Đây gần Sài Gòn Mall, mình đâu có ở đây đâu. Dạ, thăm cái bên này nè, bước đi bộ qua đó. Đây mình đâu có ở đâu, mình cho người ta mướn thôi. Cho mướn thì mình đâu có phải cần là mướn người Việt Nam. Nhà này giờ cho mướn phải trên 2.000. Hơn 2.200. Được cái 4 phòng dễ thuê hơn 3 phòng. Ví dụ Big Family á. Big Family thì thấy được. Ok, vậy chắc được rồi. À, để em lấy cho anh một cái bằng tiền mặt đấy. Cái dễ với mình mua hồi xưa giờ á, thật ra mình finance và mình loan á, nó sẽ đỡ cho mình, nhưng mà mua vậy họ không có cạnh tranh được. Chỉ có cách là mình cash, trả cash thì mình mới cạnh tranh được. Trả cash thì khi thấp hơn người ta chút xíu, nhưng mà tùy theo chủ nhà, nếu mà họ cần tiền thì họ chấp nhận cái đó, đúng không? Còn nếu họ nghĩ họ không cần thì họ phải compete với mấy người đi vay tiền. Còn nếu không biết anh Hưng còn biết chỗ nào là nó cho mình cash out cái tiền nhà mà không, để lấy tiền đó đầu tư tiếp á. Cash out thì nhà băng mình nó làm được. Để mình cash out mấy căn nhà, em cash out căn nhà đó để lấy tiền đi mua tiếp vậy nè. Mấy nhà đó thì xưa trả hết rồi. Hoặc là họ gọi cho mấy cái chỗ Việt Nam, anh Khải, ông thử ông làm được đó. Ông hay làm, tụi ông chuyên môn làm. Với lại mình nhờ cái lãi suất của nó còn được á.
còn ngon, lãi suất giờ quá ngon. Chứ còn lúc trước lãi suất lên tới 5% hơi cao. Bây giờ lãi suất còn rẻ. Còn rẻ thì mình lấy tiền đó ra mình đầu tư thì cái tỷ lệ sinh lời nó cao hơn là cái tiền mình trả. Còn nếu mình khá thì mua chỉ một cái, hai cái hết, mình đâu làm gì nó được đâu. Đúng rồi. Đúng rồi. Thường thường á, ví dụ như là mình nó kêu mình đao khoảng chừng 20-30% đó gì, mình đao 20-30% cho một mua một căn nhà, xong rồi cho mướn. Mướn rồi xong bắt đầu mình có cái lease rồi, có contract rồi gì, xong rồi mình mua thêm căn khác cho lease, cho mướn. Rồi xong bắt đầu mướn rồi xong bắt đầu cứ thế mình cũng mua nhiều căn. Đúng rồi. Nếu mà mình lấy hết tiền ra mình mua một căn thì nó hết vốn. Hết vốn thì kiếm cái nhà khác thì mua không đủ vốn. Đúng rồi. Cho nên là nếu mà nhà này 200-300 ngàn mình dùng cái 200-300 ngàn đó để mà mình mua thì ba căn được. Nhưng ít trước 20% là dễ dài hơn. Cái mình cho mướn cái cách đó đó nó không có tiền vô. Thì đúng rồi, cái tiền đó chỉ vừa đủ để mà trả tiền hoặc thôi. Hoặc là 100-200 đô. Dạ, 200-300 đô là anh bỏ vô trong heo à để mà thủ đó thôi. Giống như thủ đó sửa chữa thôi. Thì nó có hai đầu, nó loại được cái hai đầu. Cái thứ nhất bây giờ mình đang active. Có nghĩa là mình vẫn làm việc bình thường. Thì đến lúc khi mà Dương mà khi mà lớn tuổi đó thì cái nhà mình nó pay off rồi. Retire. Đây pay off rồi, đúng rồi, mình bị retire là mình không có active, mình không có làm việc nữa. Bán. Thì bây giờ chính mấy căn nhà nó sẽ nuôi mình. Yeah. Hoặc là mình bán cũng được. Bán mình lấy tiền mình đi xài. Còn nhưng mà lúc đó đó, ok, lúc đó là cái ví dụ như 10 năm sau thì cái nhà mình cũng trả gần hết rồi. Ba căn nhà mình cũng trả gần hết rồi. Sao đến lúc kia mình tấp vô mình trả hết luôn là bắt đầu nó nuôi mình. Lúc đó là cái tiền đó nó nhiều hơn tiền retire cũng mà. Retire đó thua gì, retire mẹ nó thuế không nó mệt rồi. Đúng rồi, nó retire. Tiền là cái tiền nhà mà khi mà bây giờ ví dụ mình cho mướn nhà là 2000 mình trả off rồi nó về mà bỏ túi mình 2000 luôn. Đúng không? Khi mà mình về hưu á, còn bây giờ mình không có care cái này, mình giờ mình đầu tư trước. Hưng cũng vậy đó, ok. Đầu tư trước để đó, ok. Nhà Hưng ví dụ vô, ok, ai mướn cho mướn cái gì, ok, vừa đủ số tiền đó mình trả tiền vậy là thành công rồi. Tiền mortgage. Đúng rồi. Ai mortgage với thuế là đầy đủ hết rồi, gì xong rồi ok, forget about it. Ok, cứ để như vậy 5 năm. Làm sao mà có người trả tiền cho nhà đó là mình ok. Người ta trả tiền nhà cho mình. Người ta trả tiền nhà nợ cho mình rồi 5-10 năm sau đó, đến lúc khi mà Hưng về hưu cái tôi Hưng có mấy căn nhà vậy. Bây giờ lúc đó là tiền đó nó chỉ vào thẳng mình thôi. Đúng rồi, với lại được cái tăng giá nhà này. Equity giá, giá. Nhưng mà nhà đó thì lúc nào thì mình thấy chán rồi gì. Mình chỉ chán là mình bán từng căn một. Còn nếu không chán thì thuê ngon thì vẫn tiếp tục. Dạ, cứ bán từng căn một. Vậy thôi. Đấy vậy đó. Thì cái đó là mình cách đầu tư mình phải đánh như vậy. Chứ mình không có nói ok, nhà cửa thôi. Từ 20 năm nay có bao giờ nhà xuống giá không? No way. Nó xuống nó cũng lên lại à? Không phải, nó lên ít. Chứ nó không xuống. Nhà không có xuống, ở đây không có xuống. Nhà tất cả đây, Hưng đây là 20 năm, Hưng làm nhiều năm. Không, chỉ em nói là chỉ có cái năm mà bị khủng hoảng kinh tế thôi, còn ngoài khủng hoảng kinh tế không xuống. Nó chỉ xuống là mấy thằng nhà khoảng chừng cao quá đó. Nhà bạc triệu trở lên đó là bắt đầu nó bị mất giá. Tại vì người ta không có cái khả năng để mà người ta mua cái nhà cao như vậy. À. Còn những cái nhà này bình thường là vẫn có khả năng, người ta vẫn có khả năng người ta giữ, người ta ở lại, người ta mua. Thế nên là nhà nó thấp có khoảng chừng 2.3%. Nhưng mà vừa rồi nó lên cả 10% hay là 20%. Nó lại nhiều quá, nó lên nhiều quá cho nên cái nhà nó mới giọt lên kiểu đó. Thì nếu mà nó lên cái đó thì nó đứng lại thì nó chỉ lên tăng nhẹ thôi, chứ nó không có xuống. Ôi, không có xuống, ngoại trừ là hồi đó là cái thời mà khủng hoảng á là bị foreclosure nhiều á. Là bởi vì cái người ta khi mà người ta mua nhà người ta không có đào. Đọc đào ít quá. Quá ít. Có 3% mà. Dạ. 3%. Mất việc cái là ok, chịu không nổi. Tại vì cái hàng tháng họ trả cao. Tao đào 3% thì á. Đúng rồi. À. Trả quá cỡ. Mà nhà nó khựng lại, nó đứng lại, nó không có lên. Thì người ta đâu có thể nào mà họ bây giờ thì người ta bán đi, người ta còn chút ít tiền để trả hết nợ cho nhà bán. Nhưng bây giờ lúc đó là họ bán không được. Mà có bán cũng họ dưới. Bán không có đủ tiền. Ít hơn cái tiền dai đó. À, thì cái người đó nếu mà người mà họ bị mất việc rồi, họ không còn khe nữa, họ bỏ luôn. À. Bỏ nhà luôn, ok man. Đúng rồi. Thế
nhà băng hết kìa, thì nhà băng lấy nó bán lại thì nó bị mất tiền, nếu bán lại thì giờ tiền bà tiền tiền địa ốc nè, tiền cho luật sư nè, tiền thuế nè, nó lung tung thì thằng nhà băng nó chỉ muốn lấy lại cái được bao nhiêu đúng, nhiêu rồi. Thôi là mấy anh kia là bị bác quá đẹp hết. Anh nhớ cái năm đầu tiên anh dẫn em đi mua nhà không? Năm đó nhà quá cỡ, là nếu mà anh mua chục căn lúc đó anh mua cũng được đó là giờ lúc đó nhà coi ở Ga Lên á, một căn bự 2000 mấy á, có 120 nhà chưa quá trời quá đất. Lúc đó nhớ hồi hồi em mới qua anh dẫn em đi, trời nhà gì mà nó mà lúc đó anh nói qua thì cũng có mua mấy căn rẻ rẻ, mấy condo. Lúc đó anh căn đầu tiên condo anh dẫn em đi mua 35,000 đã mười mấy nhà anh có luôn. Ôi, mười mấy thì nói giờ Dương nói cái khu mà condo ở ngay gần Đồng Công đó mười mấy ngàn đúng rồi, giấu rồi 15,000. Còn nhà riêng á là 80, nhà riêng có 80 lúc đó. Bây giờ anh mua được 10 căn bây giờ anh có hơn gần 2 triệu đô. Nhưng mà thế thế thời phải thế ok đừng có giờ qua rồi qua rồi bây giờ mình bây giờ phải thay đổi bây giờ thì cứ tính như Hưng nói đó, ok là cứ tính như vậy. Nếu mà mình loan trước, mình loan đi, mình giống như mình loan mình mua căn này xong bắt đầu mình cứ tà thôi, mình cứ mua căn cho mướn xong rồi gì lấy căn khác đi kiếm căn khác, đừng có lấy vội là 2-3 căn mà mình mất công mình bị mệt. Yeah. Hoặc là mình không có thời gian mình suy nghĩ, lấy một căn cho mướn, cho người ta mướn vô chơi, cho mướn xong rồi gì là xong hết rồi, ổn định rồi đi kiếm căn khác. Đúng rồi, chứ ôm 2-3 căn chị em nói. Yeah. Thì khi mà dĩ nhiên đó là khi mình cho mướn á, cho mướn nếu mà người ta ở từ năm này qua năm khác không sao, mỗi lần khi mà họ không ở thì mình phải móc tiền túi ra. Đúng rồi. Mình trả cái tiền nhà cho 1 tháng 2 tháng phải làm sao là tìm thế nên cho nó ổn định á. Thời điểm mà hồi xưa em đi thuê, nếu mà em tự screen á, không làm professional cho anh á, nhiều khi mình thấy Thánh Anh muốn trả tiền lúc đó nhưng mà không có ổn định. Những Thánh Anh đó bậy không à? Ồ, nó bậy lắm, bậy vô cùng. Hưng ra mà đòi tiền nó không mệt, đuổi nó không mệt nữa. Đúng rồi, tại vì mình skin người ta, mình phải biết người ta. Anh thua đó, cái thứ nhất là họ có thiếu nợ nhiều hay ít. Đúng rồi, khả năng trả thì có lúc đó. Mày, có, nó vô, nó làm ta coi là có tiền nhưng mà nó thiếu nợ quá nhiều. À, đúng rồi. Như vậy, giờ thằng 4-5 cái credit card mà thiếu 20,000. Đó là cái lý do đó đó. Cái này trước sau thì nó gặp trận một chút xíu thôi là ok là mình gặp vấn đề của nó liền. Ngay cả khi mà nó lấy tiền nó trả cho mình á, thực ra nó lấy thẻ nó ra. Ừ, phải ớn. Lấy tiền ừ, đó, nó lấy tiền đó đó tạm thời á để nó lấy, nó càng dính vô cái nợ đó. Em dính một cái lần á, trời ơi. Một vài tháng thôi là bắt đầu là anh chịu không nổi, là bắt đầu là trả trễ. Đúng rồi, đó bắt đầu thấy dấu hiệu là biết rồi. Ngay cả mình coi trước không coi cũng vậy ơn ngay. Nợ thì tùy cái nợ. Có những cái người mà họ nợ nhiều là nợ tiền học. Ok, that's okay, good. Nợ tiền học, nói ok nợ tiền học. Tuy nhiên người này có học. Họ có học thì ai mà thiếu nợ, mẹ hồi xưa không đi học ra hơn là thiếu nợ nhiều, đúng không? Đúng rồi. Thiếu nợ nhiều cái đó không sao. À. Có những người thiếu nợ bệnh viện ví dụ như vậy, that's ok, bệnh viện that's ok. Nhưng mà thiếu mà tầm 7 credit card, thiếu khu, thiếu Best Buy, đất thành trả, mấy cái đó là no way. Với người bạn, họ không có kiểm soát được cái tài chính của họ. Có những cái ok, có những cái mà mình không nên mượn tiền. Ok. Xe thì mình mượn tiền ok, tại xe nó là cái quan trọng. Nó mình cần có xe để mình đi làm ra tiền. Cần mua tivi hay dàn máy hay cái tàu. Yeah. Cái bốt không ai mua loan nữa đó. Ok, ok anh có tiền anh chơi thôi. Ok, anh phải bỏ cash luôn bay cái tàu. Đúng rồi. Hay là anh muốn thuê xe sport, không muốn xe sport để mất tiền ở nhà gì anh mất tiền cái gì 120,000 anh phải có cash and buy it. Đông không có vô nhà băng. Mấy cái đó là nó cái này tài chính được. Thì cái đó là nó mới vững được, chứ còn bây giờ chiếc xe ví dụ như cái tàu nó đâu có làm ra tiền cho anh đâu.
mà anh bỏ tiền ra để anh đi mượn tiền của người của nhà băng, anh mua cái đó, như vậy là anh you make mistake, big mistake. Như là mấy người đó khi mà vô thuê nhà mua tất cả cái furniture everything để bắt tiền không? Mượn không? Đây là đau không à? Đi đau không, đi ra ngoài mà đi mượn. Đúng, yeah. đúng. Đó là cách mà dễ mất tiền nhất. Cái gì mấy cái đó là nó không làm ra tiền. Ok, có cash thì chơi cash thôi. Có ít thì mua cái rẻ. Có nhiều thì mua cái mắc, còn không thì thôi, không, đừng có lên mượn tiền. Mượn tiền mấy cái đó là không đúng. Đúng rồi. It's not right. Cho nên là nhiều người make mistake như vậy, hưng dòm vô cái thiếu nợ của người ta, hưng dòm biết là mẹ thằng này không có không có organize. Không organize trước sau thì nó cũng gặp đúng vấn đề. Đúng rồi, gặp vấn đề. Thì tốt nhất đừng có cho thuê trước. Đúng. Mặc dù cái statement đi làm việc cũng có tiền show lúc đó, nhưng mà cái đó nó doesn't mean anything. Cho lại 5-6 tháng đầu nó chẳng ngon lành, tới đến khi qua một cái mùa lễ chẳng hạn như là cuối năm này mua cả đống đồ vô, rồi xong rồi quà tặng là lung tung, rồi chứ lại lãi suất của ngân hàng nó phạt cái tiền nó cao chứ đâu có phải bình thường đâu. 20%. Đúng rồi, 20%. 18-21%. Hỏi gì trả tiền của đó chị sao nói. Cái nhà của em, cái nhà em đang ở nó cũng cho thuê. Mà cứ một gần tới năm là có người lại dọn ra. Ba lần rồi. Tại vì người ta thường cách người họ không screening, không có screening. Nếu mà screening đó thì người ta phải biết người đó là như thế nào. Ok Dương. Ok. Thank you em ơi. Cảm ơn anh nhiều nha. Thì cháu chúc quà cho anh vậy thôi. Tại vì bán cái nhà nó cũng thấp chứ không có cao. Chi phí nhiều không? Gần 9,000. Dạ, yeah, trong chi phí hết á. Gần cái nhà có trăm mấy bán chi phí gần 9,000. Nhỏ nó đợi bé nó kìa. Ừ dạ. Kê bài thấy kêu để em về suy nghĩ cái căn này thôi. Rồi cứ cho em biết nhé. Dạ. Căn này anh khoảng nhiêu cho em biết luôn. Estimate.